thành phố Rio, thế kỷ 21, năm 2025. Và tôi là Rio Cat. Và ngày hôm nay tôi muốn kể cho các bạn biết được cuộc đời của tôi ở thành phố này nó như thế nào, và những công nghệ hiện đại tối tân mà ở thế ở trước chưa có ra sao. Thì mời các bạn theo tôi. Và tôi là Rio Cat, 18 tuổi, hiện tại đang học tại trường đào tạo nhân tài của thành phố Rio. Tôi là một trong những người đứng back lớp. Và tôi rất có nhiều sở thích. Sở thích đặc biệt nhất của tôi đó chính là muốn trở thành một siêu anh hùng nào đó, và muốn mang cho mình một thế lực, một khả năng của siêu anh hùng nào đó để giúp ích cho xã hội và mọi người ở trong thành phố này. Ui, dậy đi cháu, trễ học bây giờ kìa. Ui, chết rồi, trễ học rồi. Ai, sao bác không kêu con sớm hơn chứ? Ok, lấy tiền lấy cặp rồi, con đi học đi. Chào bác, hẹn gặp lại bác vào trưa nay nha. Hy vọng là bác sẽ phát minh ra cái gì đó mới mới. Ôi, trễ học rồi. Ô, thưa ông, con đi học. Ủa, chỗ không bằng sáng hả? Dạ không, ông ơi, trễ rồi. Thôi, chào ông, con đi nha. Ôi, trời, trễ học rồi. Giờ này vẫn còn nhiều người ở trên đường đi đi làm nè. Ôi, mọi người đã đi làm và đi học hết rồi. May mà mình đã mặc cái bộ đồ đồng phục của mình trước khi mà mình đi ngủ. Quả là một ý tưởng thông minh. Ôi, hy vọng là mình không đến trễ trước giờ học. Ôi, có vẻ như là mọi người tập tụ rất là đông. Thôi, cuối cùng cũng đến trường rồi. Đi học thôi. Go. Ui, Rio Cat, em lại đến trễ nè. Dạ, thưa thầy là em còn bận rất là nhiều công việc nên em mới đi trễ thầy ơi. Thôi, em đừng có lý do lý chấu với tôi. Thôi, vào học đi. Hôm nay tôi tha thứ đó. Ok, cảm ơn thầy nha. Hello, my friend. Ok. Thôi, giờ học thôi, để gặp đây nào. Rồi, bắt đầu về học thôi nào. Ủa, sao mà ở đằng kia có rất nhiều mấy ông tiến sĩ tập tụ đó là làm gì vậy ta? Chắc có lẽ là ổng lấy bằng quá. Thôi, kệ đi, thôi mình bắt đầu học thôi. Mình lấy cặp ra, mình học bài thế nào. Và cuối cùng thì tiết học đã kết thúc. Rồi, các ông vừa nhớ xem bài đầy đủ nha. Chúng ta toàn học ở đây. Ok, yeah, cuối cùng hả? Cũng được ra giờ rồi. Thôi, chào thầy và các bạn, em ra về đây. Chào mọi người nha. Ok, đúng rồi. Hello, ngày hôm nay mình có một chuyện rất là đặc biệt. Mình phải cần ghé cái cửa hàng của anh này mới được. Mình cần mua một vài số thứ. Hy vọng là ngày hôm nay ảnh có một số đồ về linh kiện của siêu anh hùng. Hello anh. Hello siêu cap. Bữa nay hình như là cửa hàng của anh mới tậu về một số món đồ mới à. Em thấy rất là nhiều đồ mới nè. Ở đây có gì đây? Một số bộ đồ. Wow, cái này là như là những viên ngọc ở trong bộ phim sắp tới của Marvel nè, phải không anh? Đúng rồi, Rio Cat, đó là những viên ngọc mà người hành tinh sẽ đến trái đất để lấy đấy. Cậu mà mua về là chết đấy. Thôi anh cứ đùa. Thôi nhưng mà em lớn rồi, nhưng em không có thích sưu tập những cái viên ngọc này nữa. Wow, ở đây có mũ mô tô rất đẹp nè, để mình đổi vào thử xem. Để xem nào. Wow, quá là ngầu, nhưng mà mình vẫn chưa đủ tuổi để lái xe ô tô, mô tô. Thôi mình sẽ để đây đi. Ok, để qua đây xem. Cậu thích thứ gì thì cậu có thể xem và mua nó về nha. Hãy lại đây và tôi sẽ thanh toán cho. Ok anh, mình cảm thấy có vẻ như là mình sẽ mua tặng ông tiến sĩ và ông của mình một người một quả táo đi. Rồi, ở đây có những viên pha lê nè. Wow, ở đây có gì đây? Đầu người nhện à. Wow, cái này mình rất hâm mộ Spider-Man. Thôi rồi. Ok, mình rất hâm mộ Spider-Man. Đợt này mới có dịp. Wow, nhìn mình rất là ngầu, cứ như là Spider-Man luôn. Wow, cái đầu này chắc có vẻ là khá đắt đây. Cái mũ này không biết bao nhiêu. Wow. Lúc nãy giờ mình mới để ý thì ở đây có một số cái máy. Wow,
hoạt động được luôn à. Hình như đây là những cái máy chơi game đời mới nhất hiện nay và có công suất hoạt động rất là nhanh, và số tiền của nó chắc cũng không hề rẻ tí nào đâu. À, đúng rồi đó, Zeocard. À, hai cái máy này anh vừa mua ở bên nước ngoài về, có rất là nhiều tính năng mà đồ số tiền của nó thì rất là nhiều. Anh lấy về như vậy thôi chứ hy vọng là một người nào đó cứ đủ tiền chi phí để mà chi trả cho cái món đồ này. Anh bán dạo này cũng khá là ế. Ồ vậy à, wow, thấy rất là đã mắt. Những cái máy này chưa từng thấy trước mặt bao giờ, chỉ thấy trên mạng thôi. Wow, hy vọng là ông tiến sĩ nhà mình cũng có cái máy như vậy mà chỉ là mô hình. Hy vọng là ổng sáng chế gì ra cho mình chơi, chứ máy này mình sao đủ tiền, mình chỉ có 21 đô trong người thôi. Ok, em trả trả tiền về cái mũ Spiderman nè. Ờ mà khoan, em mua thêm một số món đồ nữa. Wow, ở đây có những cái huy hiệu của Batman. Ở nhà mình có một số thứ. Ở đây, cái này mình chưa có nè. Đấy. Ok, mình rất là thích sưu tập những cái món này. Một huy hiệu Batman, một cái nón của Spider-Man, hai quả táo. Ok, anh thanh toán giúp em nha. Ok, của cậu là 15 đô. Wow, có vẻ như là hai thứ này khá là đắt đấy. Thôi được rồi, 15 đô thì em sẽ để ở đây. 1, 2, ơi, rớt tiền rồi, sorry anh nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 đô. Ok. Ok, bye bye anh, hẹn gặp lại anh một dịp sắp tới. Hy vọng là anh có bán một số thứ về siêu anh hùng nhiều nhiều để mà em qua ủng hộ anh tiếp. Ok, cảm ơn cậu đã mua hàng, hẹn gặp lại cậu. Được rồi. Mình đã có dịp khoe với ông tiến sĩ về một hai. Mình sẽ cởi cái áo bộ đồ ra đi, mặt có vẻ như là nó khá là nóng nực, trời nóng như vậy. Wow. Nhìn cái đầu mũ người nhện mình khá là thích thú. Được rồi, giờ mình phải nhanh chóng đi về nhà khoe với bác tiến sĩ này. Còn cái huy hiệu Batman này rất là mới, đời mới nhất luôn. Chắc mấy thằng bạn của mình nó chưa có cái huy hiệu này bao giờ đâu. Thôi được rồi, đi về nhà đó. Ui. Sorry, em nói là nhầm nhà rồi. Ok, về nhà thế nào? Có vẻ như là nhà mình ngày hôm nay có cái điều gì đó rất là bất thường. Thưa ông, cháu mới đi học về. Cho đợi trên bàn cho ông một quả táo nha. Khi nào ông đói thì không lấy ăn nha. Ồ, cảm ơn cháu nha. Rồi, để mình thử cái này xem như thế nào. Wow, cái này có thể phóng ra được à? Wow, đã được chứ. Tuyệt vời ông mặt trời. Ồ, cháu mới mua cái gì mới nữa à? Tôi thấy nó rất là thú vị đấy. Cháu vừa mua một cái phi tiêu của Batman, nhưng có vẻ như là nó phóng không được xa mấy à. Ok, giờ cháu nhà mình thì chỉ có những cái thứ này thôi. Ok, giờ cháu sẽ cắt vào thôi, cắt đồ vào. Đây, cháu để quả táo trong rương á, khi nào chú đói thì chú lấy ra ăn nha. Wow, what, có thể nào chú nói đây là sự thật không? Wow, đây là cái máy. Ủa, lần trước cháu mới thấy đây chỉ là tờ giấy thôi mà ta. Sao bữa nay cháu lại thấy nó hiện ra một cái máy rồi chú? Wow, còn có ghế ngồi nữa nè. Wow, ghế xay tuyệt vời luôn. Thì ta rất là cất công sáng chế ra cái máy đó đây. Mặt một tuần của ta đây. Thì máy này như thế nào? Ngồi vào ghế, ta sẽ cởi cho cháu. Ok, ok bác. Wow, ghế này ngồi. What? Cái này cái gì đây bác tiến sĩ? Đó là một cái kiến đều kết hợp với cái máy đó để dùng trò chơi thực tế ảo về siêu anh hùng đấy nhóc à. Siêu anh hùng á? Cháu nghe có vẻ như là khá là hay đây. Nhưng mà cái này hoạt động như thế nào vậy bác tiến sĩ? Còn cái này nữa? Để tao cởi cho cháu nghe. Thì khi mà ngồi vào ghế và cháu cần đeo cái mắt kiến đó vào, rồi cháu ấn nút vào cái máy, cháu chỉ cần đợi 3 đến 5 giây thôi. Khi mà đếm 3 đến 5 giây xong thì ghế bắt đầu chuyển động và cơ thể cháu sẽ bị biến đổi vào trong thế giới game thực tế ảo mà ta đã sáng tác ra. Nói chứ phần mềm này ta không có tự nghĩ đâu. Có rất là nhiều, ta đã đi tìm hiểu rất là nhiều tiến sĩ ta mới có thể phát minh ra được đấy.
vậy à. Ô, cảm ơn bác tiến sĩ rất nhiều nha. Wow. Để mình cởi mũ người nhện ra xem. Wow, what the hell, nhìn cái này có thể vẻ là ngầu hơn mũ người nhện của mình nữa. Được rồi, giờ cháu sẽ chơi thử ha bác. Ok. Với môi này thì khi mà vào cháu có thể chọn nhân vật siêu anh hùng tùy thích. Rất là tiện lợi. Nghe nói cháu rất thích người nhện phải không? Bên trong đó có còn có cả người nhện ở đây với kỹ năng của anh ta, nhưng mà không 100% kỹ năng của anh ấy đâu, chỉ có 70-80% thôi, vì trong khi làm ta buồn ngủ á, tôi đi ngủ. À không sao bác à. Thôi bây giờ cháu bắt đầu chơi đây. Ok, mình đã đeo cái kiến này vào rồi, bây giờ thì mình bắt máy lên chơi thế nào. Let's go.